Như vậy, playoff round 2 của LCK đã khép lại với những diễn biến không phải quá bất ngờ. Sau tất cả, lại một lần nữa, hai đội tuyển bước vào nhánh thẳng của LCK mùa xuân là những cái tên quen thuộc với khán giả theo dõi trong suốt năm 2022, T1 và Genji. Đến với năm 2023, sẽ không quá đáng khi nói rằng Jovi đã tự mình cởi bỏ đi biệt danh anh Vinh dọn lúa, cụm từ vốn dùng để mỉa mai người đi đường giữa Genji Esports qua lối chơi và màn thể hiện kém thuyết phục trên đấu trường quốc tế. Đó là bởi Jovi của năm 2023 là một Jovi đã khác, điều mà ai cũng đã thấy sau giai đoạn vòng bảng LCK kết thúc. Nó lại càng rõ rệt hơn sau khi Genji có được thắng lợi áp đảo trước Hanwha Esports, đội tuyển có sự phục vụ của ba nhà vô địch thế giới. Sự tiến bộ trưởng thành của Jovi thực sự đã cho Genji 2023 nguồn sức mạnh to lớn để vẫn giữ bền vị thế của mình, không khác đi quá nhiều so với chính họ năm 2022. Nhưng đấu trường quốc nội LCK vẫn còn đó, đại kình địch T1 vẫn đang vô cùng mạnh mẽ, là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. Vậy liệu rằng với màn thể hiện như lúc gặp Hanwha Esports, Jovi có thể một lần nữa đá bại T1 để Genji là đội có được tấm vé đầu tiên đến về Masa hay không? Hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, trả lời câu hỏi này trong video ngày hôm nay. Trước khi bước vào video, đừng quên để lại một like, một sub, nhấn chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ những nội dung trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu. Đối lập với suy nghĩ của số đông giai đoạn off-season, cho đến nay, có thể nói sức mạnh Genji Esports phiên bản 2023 hầu như không hề giảm sút và dĩ nhiên họ vẫn vẹn nguyên cơ hội bảo vệ ngôi vương của mình sau chiến thắng đầy thuyết phục trước Hanwha Esports với tỷ số 3-1 và tiến tới gặp lại đối thủ T1 đầy duyên nợ của mình trong năm 2022. Hanwha Esports, super team mới của LCK 2023, nơi có sự phục vụ của ba nhà vô địch thế giới, được dự đoán sẽ làm mưa làm gió ở giai đoạn playoff, nhất là khi họ đã bại được cựu vương thế giới Dimbluskia. Vì thế, không ít người đã nhận định trận đấu giữa Hanwha Esports và Genji chắc chắn sẽ vô cùng nảy lửa, căng thẳng không kém gì cặp đấu giữa KT Roster và T1. Thế nhưng, cặp trận BO5 này chỉ có thể gói gọn một từ hủy diệt cho Genji, khi họ đã chơi thứ liên minh huyền thoại kỷ luật, bài bản. Ngoại trừ ván đấu thứ 3 có sự thử nghiệm thấy rõ với quân bài Pantheon, nhà đương kim vô địch LCK không cho Hanwha bất cứ một cơ hội nào trong việc bật lại các ván đấu. Điều này cũng khiến khán giả trung lập cũng như fan T1 phải đánh giá lại sức mạnh của Genji khi rõ ràng thời điểm hiện tại, thực chất Genji đang cực kỳ đe dọa. Đồng thời, họ cũng đang có rất nhiều yếu tố ủng hộ trên con đường bảo vệ ngôi vương của chính mình, bao gồm cú chết hụt của T1. Nói đến sự thay đổi rõ rệt nhất trong lối chơi chung của Genji năm 2023 so với 2022 chính là sự can thiệp hiệu quả hơn từ rừng và đường giữa lên hai cánh bản đồ. Jovi chăm chỉ tác động nhiều hơn, sử dụng bể tướng phục vụ lối chơi đảo cánh nhiều hơn và sự thật, anh không còn lọt top những người chơi có chỉ số farm ấn tượng, điều mà người ta thường thấy ở Jovi những mùa giải trước kia. Bớt đi lượng tài nguyên nhận vào, đầu tư nhiều thời gian hơn cho các cánh đường của đội, nhưng sát thương Jovi gây ra vẫn cao nhất, lên tới con số 27,8%, cho thấy rằng đến với năm 2023, anh Vinh dọn lúa năm nào của chúng ta đã tìm ra lý tưởng đúng đắn và đang thực hiện theo hướng tương đối thành công. Điều quan trọng nhất mà người ta thấy ở Jovi sau chung kết thế giới 2022 là anh chàng đã giảm đi những áp lực về mặt tâm lý của chính mình. Không còn mang nặng suy nghĩ sợ chết, sợ bị chỉ trích, sợ không làm tròn trách nhiệm. Mỗi trận đấu người ta thấy nhiều hơn ở Jovi tâm lý thoải mái, qua đó xử lý cũng như quyết định của anh có phần táo bạo hơn, mang đến cho Genji nhiều lối chơi mới mẻ hơn. Tuy rằng đã là nhà vô địch LCK mùa hè 2022, nhưng vẫn nhiều người tin rằng đó là mùa giải mà Genji được bay cao trên đôi cánh của Ruler. Còn trận chung kết, thứ để lại dấu ấn nhiều hơn là màn trình diễn của Binet. Người ta chờ đợi Jovi lên tiếng ở giải đấu quốc tế, nhưng đó là điều anh đã chưa thể làm cho Genji vào năm 2022. Thiếu đi chỗ dựa Ruler có lẽ đã thôi thúc tinh thần của Jovi, khiến anh phải thực sự đứng dậy, thực sự trưởng thành hơn, qua đó đóng vai người cầm lái con tàu mang tên Genji Esports. Đến nay, tất nhiên bên cạnh vẫn còn người đàn anh kỳ cựu thi đấu cùng như Binet, nhưng Jovi, từ lối chơi hiệu quả đến suy nghĩ tích cực, cho thấy anh trưởng thành hơn và trở thành chỗ dựa đích thực của Genji Esports về mọi mặt. Điều này càng được bộc lộ một cách rõ ràng trong loạt BO5 với Hanwha Esports vừa qua. 4 ván đấu với 100% tỷ lệ thắng đường, dẫn lính, dẫn vàng, dẫn kinh nghiệm đến trước phút thứ 15. Nhưng đóng góp trong giai đoạn đi đường của anh đến hai cánh vẫn cực kỳ ấn tượng. Tiêu biểu hơn cả là ván đấu thứ 2. Sử dụng con bài Lissandra, anh gần như gieo rắc kinh hoàng cho cả đội hình của Hanwha Life. Một con Lissandra có mặt trong toàn bộ những giao tranh quan trọng, đóng góp sát thương và lượng khống chế vô cùng khủng khiếp. Như đã nói, Jovi biến ZK thành một anh linh dọn cá đích thực khi chỉ có thể bám đường, thua đường và nhìn anh áp lực toàn bản đồ lên đội hình Super Team. Jovi có những bước di chuyển đã không còn hoàn toàn phụ thuộc vào người chơi đi rừng. Việc thắng đường của anh đến chính từ khả năng xử lý ấn tượng từ giai đoạn đi đường. Người ta mãi nhìn thấy Binet cover đường dưới thì Jovi đã xuất hiện cánh trên bản đồ can thiệp và trao đổi mang về lợi thế cho Doran. Khi cần, anh và Binet vẫn tạo nên bộ đôi song sát vô cùng kinh dị để Genji Esports luôn là đội chiếm giữ lợi thế trước ở một đường cánh. Đó cũng chính là chìa khóa quan trọng dẫn đến những thắng lợi của đội tuyển này.
sử dụng 3 vị tướng pháp sư gây nhiễu loạn trong giao tranh gồm Lysandra, Ari, Leblanc ở loạt BO5, phần trăm sát thương của Chu Vi so với toàn đội lên tới con số khủng khiếp 32,5%, nhiều hơn rõ rệt so với xạ thủ Bay. Nó phản ánh những tác động ấn tượng của Chu Vi đến lối chơi nhanh mạnh từ sớm của Genji Esports. Chu Vi đương nhiên là một Chu Vi đã khác. Genji Esports của năm 2023 cũng mang tới nhiều lối chơi và cách triển khai mới mẻ hơn so với chính họ năm 2022. Nhưng đại kình địch của họ, T1, thì vẫn luôn ở đó, vẫn trong tâm thế của một nhà vua uy quyền. Còn Genji cũng không phải toàn diện đến mức đủ sức sòng phẳng trực diện T1. Ván 3 trận đối đầu với Hanwha Esports khi thử nghiệm chiến thuật đánh lên cánh trên, Genji Esports cho thấy mình vẫn chưa sẵn sàng với lối chơi này. Đường trên đối thủ mới chỉ là một King Game đang có tỷ lệ thua đường vô cùng cao, màn trình diễn xuyên suốt cặp trận cũng vô cùng bết bát. Nhưng Doran vẫn chưa thể hoàn toàn vượt lên trên, cũng chưa tạo được một lợi thế vô cùng khủng khiếp để bước ra lãnh trách nhiệm carry với con bài chơi của mình. Doran tương tự Chu Vi là một Doran đã khác với nhiều lối chơi hơn, nhưng khi gặp gỡ những đội tuyển cứng cựa như T1 hay sau này là KT Roster, có lẽ Genji sẽ khó mà một lần nữa dùng đến chiến thuật này. Nhưng trọng tâm nằm hoàn toàn ở đường giữa và đường dưới thật may cũng là điều mà meta chung hiện nay đang hướng tới. Đường trên thời điểm này vẫn đang thiên nhiều về làm nền, tạo tiền đề trong giao tranh, cũng như có một cách biệt vừa đủ để tạo áp lực. Với kinh nghiệm của Doran, điều này với anh thực chất không phải quá khó. Meta đang có xu hướng tương tự mùa hè 2022 khi Genji lên ngôi vô địch. Đây cũng là một lợi điểm của đội tuyển này. Tuy nhiên, việc gặp những chiến thuật bất ngờ vẫn là điều mà Genji có thể gặp khó khi họ đang chưa có nhiều sự thiên biến vạn hóa khi gặp những đối thủ lớn. Càng phải nói tới việc khả năng đi đường của Hanwha thực chất cũng chỉ nằm ở tầm trung của LCK hiện tại. Trong trận đấu tại round 1, khi mà D-Plus Gear trong 3 ván đầu tiên đều là đội dẫn trước trong lợi thế đi đường, xử lý ở các đường, họ chỉ không tìm được tiếng nói chung ở giai đoạn sau. Đối đầu với đội tuyển có khả năng đi đường không quá ấn tượng, Genji có nhiều hơn cơ hội triển khai macro hơn so với T1. Một điểm vừa có lợi vừa có hại đó là KT đã ép T1 đến bán 5, buộc T1 lộ bài Sayarakan, nhưng đó cũng là lời cảnh cáo khiến T1 sẽ cẩn thận hơn trước Genji. T1 có khả năng đi đường hàng đầu khu vực và sẽ không dễ cho Genji như cách họ đã làm. Như đã nói, T1 chưa hề thay đổi đội hình của mình và cặp mid rừng của họ so với Genji thì không yếu hơn, thậm chí hiện mới đang là cặp mid rừng gắn kết nhất. Mặt khác, lối chơi ngày hôm nay của Chu Vi đã được Faker làm đi làm lại trong nhiều năm gần đây, và nếu cho ra một cái tên đường giữa hiểu nhất về lối chơi đảo đường đánh sang hai cánh, có lẽ Faker là một điển hình hơn cả. Sự tinh quái già dờ của Faker nhiều khả năng sẽ đọc vị những tình huống di chuyển của Chu Vi. Qua đó, T1 có được lời đáp trả nhanh và hiệu quả hơn so với những gì mà Hanwha Esports đã làm. Còn phải nói tới việc Doran tuy đã cải thiện và tiến bộ hơn rõ rệt, nhưng màu sắc của anh vẫn tương đối nhạt nhòa trong vai trò carry chung, khó có thể dùng lợi thế dẫn trước làm khó T1 như điều Kin đã làm cho KT ở playoff. Điều này có thể sẽ cho T1 thêm những cơ sở để tấn công mạnh hơn ở cánh dưới mà không lo lắng phiền não quá nhiều việc Zed bị hỏi thăm hoặc tác động, khi rõ ràng em út nhà T1 vẫn là người có khả năng xử lý cánh yếu tương đối ổn. Playoff vòng 2, KT đã kéo T1 đến ván đấu cuối cùng vô cùng căng thẳng. Điều đó có lẽ là tín hiệu cho Genji thấy việc hạ gục ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch này hoàn toàn không phải là điều bất khả thi. Chính Chu Vi cũng nhận định rằng T1 không thực sự đáng sợ như chính họ ở giai đoạn vòng bảng. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng điều người ta lo lắng ở T1 là tâm lý của họ trong các kèo BO5 kéo dài. Điều đó đã được T1 phần nào khắc phục và giải tỏa sau trận đấu căng thẳng với KT. Nhiều người đã nhận ra tinh thần của họ đi lên nhanh chóng và khẳng định rằng đã rút ra nhiều bài học sau cặp trận này. T1 không hề yếu đi như nhiều người vẫn nghĩ. Không phải vì không thể hạ gục KT với tỷ số nhanh chóng mà kết luận họ mất đi cơ hội cạnh tranh với Genji. Bởi lẽ T1 vẫn là một thế lực vô cùng khó đoán, đa dạng về lối chơi và đột biến về kỹ năng cực cao. Nếu xuống nhánh thua đối đầu với KT, đó cũng là một rủi ro rất lớn cho Genji. Trên thực tế, Genji đã để thua KT ở giai đoạn vòng bảng, nơi mà khác biệt ở khu vực đường trên của Kin không phải ở kỹ năng mà ở lối chơi khó chịu anh chàng này đem lại. Việc luôn có niềm tin vào một cánh trên chơi đa dụng, chơi được nhiều thể loại, luôn cho KT những cơ hội triển khai mà những đội tuyển khác khó có thể ngờ tới. Vì vậy, chắc chắn Genji cần tập trung tất cả tinh thần và sức mạnh trong cặp đấu với T1 ngày cả tháng 4 sắp tới, nhưng càng cần giữ cho mình sự bình tĩnh và tâm lý thoải mái, tương tự điều mà DS cũng như KT đã làm. Sự thật đã cho thấy, không phải chiến thuật đột biến, không phải lối chơi bất ngờ, mà thứ làm khó được T1 thường là sức mạnh tình bạn, tâm lý thoải mái và không ngại khó khăn của những đội tuyển được đánh giá yếu hơn. Chính vì vậy, đây có thể xem như một thuốc thử tinh thần cho những người trẻ như Bay, Delay trong việc chuẩn bị tâm thế đến với loạt BO5 dài hơi. Cũng là bài khảo nghiệm cho chính Chu Vi, nhân tố thường xuyên chốt trong những trận đánh lớn. Cơ hội của Genji trước T1 vẫn rất sáng. Nhìn vào màn thể hiện của cá nhân Chu Vi cũng như tập thể Genji hiện tại, người ta hoàn toàn có quyền đặt niềm tin vào họ. Nhưng suy cho cùng, không thể coi thường T1, một đội tuyển với sự gắn kết, hài hòa cả về sức trẻ cũng như kinh nghiệm, còn vừa trải qua một lần chết hụt nhớ đời, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Juvi sẽ cần phải làm nhiều hơn so với khi đối đầu với một JK đã hết bài dị, và anh cũng vẫn là nút thắt quan trọng của Genji, là hy vọng mà Genji luôn gửi gắm vào, không chỉ trong phần còn lại của giải quốc nội, mà xa hơn là màn thể hiện của họ khi đến với Masai 2023. Còn bạn nghĩ sao về Juvi? Sự trưởng thành của anh liệu có đủ để hạ gục T1, là người đến trước một bước với giải đấu Masai quan trọng, giải đấu mà Juvi chưa một lần góp mặt? Hãy để lại ý kiến của bạn để Lu được biết, cũng như đừng quên like, subscribe cho kênh của Lu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.